Chào các bác. Trong lô đồng hồ treo tường hôm nay của Thắng Âm Ly thì giới thiệu đến anh em một chiếc hạt rẻ. Chiếc này rất hạt rẻ nhé. Có rất là nhiều nhưng mà bây giờ đang rất là chật, không có chỗ treo. Những em thùng bè nữa cơ. Đây, để em lên vào đây em quay cho anh em nhé. Em này sẽ thanh lý cho các bác, là rất hẹp hợp lý. Em này em đồng hồ số 5. Đây, thiết kế là như này. Thiết kế hai bên hai họa tiết này được đúc, được chạm đôi xứng nhau. Còn đây, mở bên trong là như này. Em này là em đồng hồ số 5, dáng cổ điển của Pháp. Gông gì đây? Gông vòng hay là gông vàng đây? Gung vòng à? Rồi, nó gung vòng, nó kiểu dạng như cái giống cái đây, anh em nhìn đấy nó biết giống cái vòng của cái bếp điện ngày xưa ấy. Em này cao 68, ngang là 32, một em đồng hồ Pháp rẻ như cho luôn. Đấy, em này nhá, số đấy. Em này thanh lý cho các bác, giá rất hợp lý. Để ở tiêu đề tin cho các bác nhá. Giá cực kỳ ưu đãi. Rẻ hơn một chiếc đồng hồ vai bò. Rẻ hơn một chiếc vai bò nữa. Đó, nhìn từ xa. Đứng cạnh mấy em thùng bè. Những em thùng bè này thì toàn tầm tiền khoảng trên dưới 10 triệu. Giá rất hợp lý ở thời điểm bây giờ. Đấy, ngoài ra thì còn những em cây nhé. Đây, hoặc những em thùng bè kiểu này, thùng to, hoặc em kiểu kia. Đấy. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.